em có thay đổi gì không? Dạ, em thì vẫn giữ cái quyết định của mình, ấn tượng với bạn số 3. Dạ. Vẫn là Kim Nga, không thay đổi. Dạ, mời Trường Giang. Ý nghĩ kìa, hát hay quá chừng anh. Thôi em cứ đi. Không, cái đó là rung động của anh Hoàng. Anh hãy để cho Trường Giang có cái rung động của anh Trường Giang. Còn anh Hoàng là bị mê rồi. Em vẫn ấn tượng với bạn số 3, Kim Nga. Wow, không thay đổi ấn tượng của mình. Một lần nữa chúng tôi chúc mừng bạn Kim Nga. Xin mời tất cả quý vị khán giả xem hình ảnh thật không bị che của bạn số 2 và bạn số 3. Xin mời 259. Hai em lên sân khấu trước ạ. Hãy cảm nhận vào sự chân thật của tôi, anh Hoàng cũng như nội ngoại của tôi hai bên. Mời hình ảnh thiệt. Số 2 sao các bạn? Số 3 sao mấy bạn? Dễ thương quá. Có thay đổi không Thanh Sang, Trường Giang? Em không thay đổi. Thanh Sang, lúc nãy á, cái bạn số 3 bước ra, bạn khá là e ngại. Bạn khá là, cái dây dài của bạn xuất ra thì bạn cũng khá là vụng về. Bạn làm đánh thức cái bản năng của đàn ông, đó là bản năng che chở cho người phụ nữ mà mình yêu. Chị gớt vuốt rồi, vuốt rồi kìa em. Nâng khăn sữa. Để em cho. Không có, chị định ghẹo ai em, chị bằng hoàng cái lòng quá. Thôi mà chị tha cho hai đứa nhỏ đi. Thôi thiệt, Sang cũng nhất định là không thay đổi. Mời hai bạn về chỗ tắt màn hình và mời gặp gỡ bạn số 2. Mời Nhi. Mời Nhi. Ta không thèm nắm tay luôn à. Hờn hay sao? Em có hờn cả thế giới không anh Nhi? Em Nhi, người giữ em lại là anh Hoàng đó. Anh đừng có hờn anh Hoàng. Anh rất ấn tượng về em. Em cũng rất là thích anh. Tuy từng đọc được một câu nói như thế này: hôm nay em bận yêu đời, đành hẹn hôm khác đôi mình yêu nhau. Bất giác cười nhẹ, thấy giống mình của hiện tại quá. Lỡ mất một dịp tần số là lạc nhau ngay được anh ha. Thôi thì lại quay về làm công chúa nhỏ của ba mẹ, bình an chờ đến ngày chàng hoàng tử của mình bước đến gõ cửa. Nhưng mà cảm xúc như thế nào khi mà mình lại không có cơ hội để bước tiếp nữa? Trời, em buồn chứ anh. Nãy giờ nói em tưởng là hai anh cũng có tình cảm, nhất là anh Sang. Mà ai ngờ đó anh chọn số 3. Nhưng mà em ra đây thì em ấn tượng với anh chàng nào? Em thì lúc đầu em mới ra thì em ấn tượng với anh Sang, kiểu như là chững chạc, trưởng thành, đúng gu em. Nhưng mà sau đó thì em lại thấy anh Giang là em rất thích giọng nói của anh đó và cái mái tóc đặc biệt của anh đó. Em thấy sao Giang? Có thể là do tần số trục trặc. Có thể làm bạn. Rất mạng. Không, có thể làm nhà phân phối cho em. Nâng, em cũng luôn sẵn sàng và sẵn lòng. Dạ, cảm ơn em nha. Và bây giờ xin mời quý vị bước vào phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay cùng với tần số tình yêu. Đó chính là bí mật của chàng. Gần chị. Dạ, là Thanh Sang. Thì bạn sẽ cho xem điện thoại của mình trước. Đó là bạn Sang. Lý do tại sao bạn chọn 4 cái icon ở phía dưới là 4 cái phần mềm ứng dụng mình hay sử dụng nhất? Báo thức nè, cuộc gọi với tin nhắn. Tin nhắn thì dùng để liên hệ với cái người mà diễn viên, ca sĩ. Báo thức để đúng giờ đúng giấc. Mức độ mà trung bình ngủ là khoảng 1-2 giờ khuya. Có khi là 5-6 giờ sáng phải dậy đi tiếp rồi. Thậm chí là có không có ngủ luôn. Cho nên là cái báo thức này thì em cài nó rất là sát giờ với nhau. Đó, như là... Oh, trời ơi, như cái sớ táo quân vậy. Cái thứ nhì là web. Cái lên web. Mạng á chị. Lên mạng web á. Để khi mà em có một cái thông tin nào đó nó xảy ra ngay tức khắc thì em sẽ lên hỏi Google. Tại vì làm MC mà nhiều khi cũng cần thời sự để nói chuyện này nọ. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình đang trên sân khấu vừa bước xuống như cái chị ca sĩ chạy lại hỏi em bài đó ai sáng tác, là em phải lên liền để có liền cho người ta. Cho nên là phải có cái... Đúng rồi, nhiều khi tao quên. Ảnh thì đa phần là em đi hát, đi diễn kịch. Em đã từng diễn kịch ở đâu? Các cái chương trình cho thiếu nhi rồi đó. Thì đóng vai con thú. Dễ thương quá, làm ba mẹ em đâu? Lâu rồi em không có chụp hình ba mẹ nhưng tại mà... Tại sao? Tại vì em không có về quê. Còn hình ba mẹ của em với gia đình của em thì em để ngay cái trang đầu của Facebook của em. Cho chị xem trang đầu của Facebook đi. Mẹ em nhiêu tuổi? Mẹ em năm nay khoảng 45 tuổi. Mẹ tên gì? Dạ mẹ tên Hà. Em gọi cho mẹ em các chị nói chuyện được không? Thường là ba mẹ em gọi cho em qua Facebook không à? Đâu mở bằng cách nào à? Đó, đang mở rồi đó. Em gọi. Đang gọi rồi đó. Chị Duyệt. Dạ, em chào chị, em là Hoàng Rapper. Dạ, người em thân thiết của chị Duyệt Hương. Chị ơi, Sang á đi hát chung với em, nó mới tâm sự với em, nó nói chị nhỏ đó lỡ có bầu, giờ làm sao? Có cháu nội bế liền. Mà sợ không dám nói với mẹ, giờ phải nhờ chị Hương tư vấn nè. Chị nói gì mẹ nó hiền nghe không?
kêu ba tới nghe luôn. Kêu ba tới gia đình nghe. Ba. Ba ơi ba. Dạ anh chào ba. Dạ. Ý anh sao? Bế cháu nội luôn không? Chấp nhận luôn kìa. Chấp nhận luôn. Đấy, đỡ run chưa? Nó sợ, nó khóc, nó không dám nói là mẹ. Không, bây giờ anh nói rõ ràng cho em nghe để cho nó đừng có run. Nếu mà như vậy là chấp nhận luôn. Cháu à. Nhưng mà giờ bên ngoài người ta không chấp nhận. Người ta nói phải có 20 cây vàng ta mới cho cứ. Chị ra để cho nó lo đi. Xong luôn. Sao vậy anh Hiền chị Hà? Con dạy thì cái mang chứ. Ừ, chị Hà nói một câu coi. Cho 5 cây nha. Để ba sang quyết định đi. 1 cây à. Không, không nói 1. Lên lời. Không nói lên lời đưa con số 1 thôi. Nói gì với chứ vụ có bầu trước là không cưới đâu, không chịu đâu. Đức dâu đàng hoàng làm lớn đàng hoàng mới được. Dạ, nãy giờ em giỡn với chị thôi. Mới quen bạn gái. Rồi em chúc cho chị Hà với anh Hiền, hai vợ chồng Hiền Hà Hương, ba đứa mình vui vẻ, mãi mãi thương nhau. Dạ, dạ chị nào muốn cưới sang là em gửi thiệp mời chị nha. Dạ, em đang có kiếm bạn gái cho nó nha, yên tâm. Sẵn sàng để khám phá bên trong chiếc điện thoại của bạn Trường Giang. Rất là đơn giản đúng không? Đơn được rồi. Đa số là những cái phần mềm đó cho công việc là nhiều hơn. Còn về giải trí âm nhạc nào? Bạn nghe phần mềm âm nhạc nào? Em hay nghe Zing MP3 thì nhiều hơn. Anh ở nhà đâu thế à? Đây là một trong những ca khúc em nghe vào sáng sớm. Nghĩa là em rất thích nghe nhạc vui nhộn vào buổi sáng. Vui vui, đúng nhẹ rồi. Nhàng một chút. Để cho tâm trạng ngày hôm đó sẽ tốt hơn. Mình khám phá vào phần khác nào? Dạ vâng. Về phần báo thức đi. Để coi coi bạn với sang thì sao nào. Đây ạ. Ồ, bên kia dài như cái sớ, bên đây ngắn ngủn à. 8:30 dậy đi làm. Vâng ạ, đúng rồi ạ. 6:40 là làm xong. À không ạ, 18:40 là giờ mà em sẽ căn giờ để em gọi là thực hiện theo cái chế độ dinh dưỡng của PT. Còn 21:20 thì thường là cái khung giờ mà em sẽ tranh thủ chập vắt 10 phút để làm việc vào ban đêm. Thì em làm sẽ làm việc ban đêm. Vâng, đúng rồi. Tại sao lại chọn cái giờ làm nó ngược vậy? Tức là em sinh hoạt với cả người nước ngoài nhiều. Vì vậy mà bên nước ngoài thì là sáng thì bên Việt Nam sẽ là tối. Đúng rồi. Đó. Em cho chị coi cho đời hình gia đình được không? À, dạ vâng ạ, đây là ảnh gia đình em ạ. À, rất là đẹp. Mẹ còn trẻ đây quá. Đây là chị gái em. À, mẹ em năm nay là 53 tuổi. À, 54 tuổi. Còn chị gái em nhiêu da? Chị gái em thì năm nay 30 tuổi. Bà đã có gia đình rồi ạ. Còn đây là ba em. Ba em cũng gần 60 rồi. Ôi đội hình nhà mình đẹp quá nha. Chắc ba mẹ vui, rạng rỡ con thành tài. Dạ vâng. Còn rất trẻ. Cảm ơn bạn. Và bây giờ xin mời quý vị dành cho bạn Kim Nga đôi phút để có thể tìm hiểu thế giới riêng tư qua chiếc điện thoại của cả hai chàng trai. Trong thời gian này xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút. Mời hai em lên đây với chị và anh Hoàng. Bây giờ Kim Nga sẽ là người quyết định. Đây là Thanh Sang, đây là Trường Giang. Và bây giờ chị mời Trường Giang thuyết phục như thế nào để cho Nga gọi cho em. Mời em. Dạ vâng, em thể hát một đoạn nhỏ được không? Được em. Rung quá quên lời. Không tự tâm quên lời thật. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về em. Hết rồi. Giang đã hát rồi để lấy lòng. Sang đâu có bỏ qua được. Nói câu gì coi Sang. Anh muốn nói với Kim Nga như vậy. Công việc hiện tại thì cũng đã là ổn định rồi. Anh đã nuôi sống được bản thân và còn dư hơn thế nữa, cho nên là anh mới dám lên chương trình này và tìm một nửa của mình. Cho nên là nếu như em muốn tính chuyện xa xôi hơn, cái chuyện là tình cảm bình thường, thì hãy gọi cho anh. Mời hai em đưa điện thoại hướng về đằng trước. Màn hình của bạn Giang hay bạn Sang rung lên, đó là tùy quyết định vô Nga. Chị mời Nga. Các bạn đếm nha, thật chậm. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nhẩm. Em thấy bạn là một người có tình nghĩa, có cái sự hiền diệu trong đó. Dễ thương quá, ga lăng quá. Bốn,
Và công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Bổ sung một chi tiết cho Nga nhá. Anh từng là chủ của một thương hiệu trang sức. Cả họ hàng em đều làm về bên công chức nhà nước. Và và gọi điện thoại này của em ạ. Tần số tình yêu đã xuất phát và dừng lại ở Thành Sang. Dễ thương quá à. Con nhỏ có hai cái điện thoại. Alo luôn. Thôi để em gọi lại. Ủa ta ga lăng nữa. Dạ alo. Em hả? Dạ. Đi về với anh nha. Dạ. Em đồng ý không? Em đồng ý không? Dạ em đồng ý. Cảm ơn em. Dễ thương quá, quay lại. Thương quá à. Có thể là tới chương trình này em không kiếm được tình yêu, nhưng ít kiếm được một mối làm ăn là chị. Nói dở chứ. Cái duyên ngay hồi đầu chị Việt Hương cũng là người dắt Giang ra, tại vì em rất ấn tượng với chị. Nhưng có thể bé Nga sẽ là người cảm giác an toàn hay không, nhưng chị vẫn muốn bé Nga cho chị xin một lý do tại sao em lại không gọi cho Giang. Dạ thực sự thì em rất là cảm ơn anh Sang và anh Giang đã chọn em, nhưng mà em không biết đó là gì nữa, nhưng mà rung động trong tim em. Trời đất ơi, rung động trong tim quá. Còn nói gì nữa, thôi thì mình không có làm bạn gái, không rung động trái tim, nhưng mà có thể làm bạn với nhau ha. Mời hai bạn bắt tay nhau một cái. Rất vui được đến chương trình và quen em. Em xin cảm ơn chương trình, chào tất cả mọi người. Tạm biệt Trường Giang. Mời Sang nói chuyện với Nga, quay lại nè. Thực ra lúc đầu em bước ra thì anh đã có cảm giác là muốn được che chở cái người phụ nữ này. Rất chân thật và Nga chân ơi, có phải hồi nãy Sang chạy lên gà dây giày cho em mà em xúc động không? Từ đầu chương trình thì em để ý giọng nói và em hỏi tập trung nhiều hơn về anh Sang. Có cảm giác như là cái người đàn ông này rất là chân thật. Và em cũng rất thích những người con trai miền Tây, người ta thực thà chất phác. An Giang mà, anh Hiền chị Hà ơi, chương trình tần số của tụi em làm gì cũng phải có công, có mai bà mối. Nếu đây các bạn giữ được một trái tim thủy tinh của chương trình cho tới ngày các bạn đám cưới, mời cả ekip chúng tôi xuống ăn đám cưới hoặc là rước dâu lên quận 4 ăn đám cưới bãi ốc luôn nha bé Nga ha. Chúc mừng hai em và cảm ơn hai em đã đến với chương trình tần số tình yêu. Mời Hoàng trao trái tim. Chúc mừng hai bạn, hãy nâng niu trái tim thủy tinh này cùng với tần số tình yêu nhé. Ai đang ế nhẹ hãy kiếm em và Hoàng rapper ông Mai bà mối, lúc nào cũng hỗ trợ giống hỗ trợ Sang ngày hôm nay. Nhớ bật TV vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Với chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Việt Hương Hoàng rapper cùng với tất cả mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai bé hôm nay xinh xắn luôn. Còn gì tâm chứ? Còn chị cũng mời ra. Để không kém em mà chị. Không kém chị thôi. Còn em ai cũng muốn được hết. Dạ. Em quen rồi, không sao, em ổn mà. Nào, mọi người chào đón hai nữ chính với tôi. Em tên là Ngọc Trâm, hiện tại năm nay em đã hơn 20 cái xuân xanh rồi. Em đang học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Mở dạy khéo ăn nói. Em